Mến chào cả nhà đến kênh Phạm Thị Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở chợ mới xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay cùng với anh Kiệt, em Trí đến quay cưa cây sake. Thì cây sake này cũng rất là to, nằm bên trong hàng rào. Phần nhánh nằm trọn trên mấy ton. Bên ngoài là cái đường xe chạy. Xin mời cả nhà cùng theo dõi anh Kiệt và em Trí sẽ cưa cây sake này như thế nào nha. Kiệt sẽ đu lên cái nhà, không biết cưa hay là đu lên làm gì không biết nữa. À chắc đu lên là sẽ gỡ mấy cái miếng bạc này nè cho nó chống, để cho em Chí cưa nha. Trời, nãy cái này nó không bị mục ha, nó cứng cứng rồi chắc à. Giữ dành cưa luôn hả? Rồi cái miếng cho nó chống để cưa những cái nhánh nó không bị dướng rồi. Thì cũng đã leo lên trên cái mé to này để một chút em Trí leo lên cưa những cái nhánh, anh Kiệt sẽ truyền xuống bên dưới. Em Trí cũng đã leo lên cả nhà. Ra một cái máy cưa sẵn này, giờ thì kéo lên cho cưa. Cảm ơn các bạn.
Coi chỗ nào có nhánh. Chị qua cái nhánh để chuẩn bị xuống bên dưới nha. Để xuống bên dưới anh chị sẽ chặn
ra ngoài nè.
À, mũ nó chảy nhiều nhiều xuống luôn cả nhà. Diễn ơi, Diễn, sẵn làm bàn luôn đi, sẵn cơ bàn luôn đi. Dính sơ dính kỹ. À. Mày xếp máy cái này làm chứ.